Kính chào tất cả các bác đang xem clip giới thiệu về sản phẩm Nokia 8800 Carbon của Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân Luxury chuyên cung cấp những sản phẩm cao cấp, sang trọng, chính hãng, nguyên zin, nguyên bản. Và số điện thoại của Kỳ Lân Luxury là 0901 247 247. Hôm nay Kỳ Lân Luxury rất là trân trọng giới thiệu đến tất cả các bác một con máy Nokia 8800 Carbon, một con máy nguyên zin, một con máy đẹp khoảng 95-96% thưa các bác. Đã trải qua rất là nhiều năm tháng mà hôm nay Kỳ Lân Luxury rất là trân trọng giới thiệu tất cả các bác. Đây là cái dòng điện thoại được rất là nhiều giới săn lùng điện thoại cổ muốn được sở hữu. Đây là con máy được thiết kế với phần cơ trượt rất là êm và rất là hoàn hảo. Khi các bác trượt lên thì sẽ lộ một cái mặt bàn phím rất là sang trọng. Và đây là con máy mà được thiết kế rất là tinh tế, mặt trước và mặt sau được thiết kế là bằng sợi carbon, một cái chất liệu rất là nhẹ và nhìn nó rất là sang trọng. Bộ vỏ của con Nokia 8800 Carbon này được thiết kế là bằng thép không rỉ. Khi mà các bác cầm lên tay nó rất là đầm tay và rất là chắc tay. Và đây là cái chất liệu mà thường được sử dụng cho những cái dòng điện thoại Nokia cao cấp. Và đây là con máy mà pin rất là trâu và sóng bắt rất là nhanh và lo rất là to. Và em sẽ gọi một cuộc gọi vào trong cái máy Nokia 8800 cho các bác cùng xem nó rung lên to và rõ như thế nào. Rung rất là mạnh và lo rất là to. Và đây là con máy mà nó được thiết kế với phần cảm biến rất là chuẩn. Khi có cuộc gọi đến các bác không tiện nghe thì mình có thể lật úp cái mặt kính như thế này thì nó sẽ từ chối cuộc gọi rất là lịch sự. Hoặc khi các bác mình muốn xem cái mặt đồng hồ ở phía trước thì mình có thể gõ vào trên mặt kính như thế này thì nó sẽ nổi lên cái mặt đồng hồ rất là lớn để cho các bác mình tiện theo dõi. Và em sẽ mở bên trong khung máy của chiếc Nokia 8800 Carbon này cho các bác cùng xem con máy được thiết kế phần bên trong lẫn bên ngoài nó đẹp và hoàn hảo như thế nào. Vâng, đây là nắp của con Nokia 8800 Carbon. Và đây là bên trong khung máy của con Nokia 8800 Carbon được thiết kế liền lạc nhau và rất là tinh tế. Và em sẽ khởi động lại con Nokia 8800 Carbon cho các bác cùng xem. Một con máy rất là VIP và rất là đẹp. Vâng, các bác nào mà quan tâm đến chiếc Nokia 8800 Carbon, xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0901 247 247 hoặc truy cập vào website kylanluxury.com. Và em xin nhắc lại tất cả những chi tiết về hình ảnh cũng như là giá cả về sản phẩm và thông tin về sản phẩm, xin mời tất cả các bác truy cập vào website kylanluxury.com. Và em xin khẳng định một lần nữa, Kỳ Lân Luxury chuyên bán hàng nguyên bản, nguyên zin, chính hãng, đẹp 95 96 97 98 99, like new và new, pin sạc bảo hành vĩnh viễn cho tất cả các bác. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Kính chào tất cả các bác đang xem clip giới thiệu về sản phẩm Nokia 8800 Carbon của Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân Luxury chuyên cung cấp những sản phẩm cao cấp, sang trọng, chính hãng, nguyên zin, nguyên bản. Và số điện thoại của Kỳ Lân Luxury là 0901 247 247. Hôm nay Kỳ Lân Luxury rất là trân trọng giới thiệu lại đến tất cả các bác một con máy Nokia 8800 Carbon, một con máy nguyên zin, một con máy đẹp khoảng 95-96% thưa các bác. Đã trải qua rất là nhiều năm tháng mà hôm nay Kỳ Lân Luxury rất là trân trọng giới thiệu lại đến tất cả các bác. Đây là cái dòng điện thoại được rất là nhiều giới săn lùng điện thoại cổ muốn được sở hữu. Đây là con máy được thiết kế với phần cơ trượt rất là êm và rất là hoàn hảo. Khi các bác trượt lên thì sẽ lộ một cái mặt bàn phím rất là sang trọng.
Và đây là con máy mà được thiết kế rất là tinh tế, mặt trước và mặt sau được thiết kế là bằng sợi carbon, một cái chất liệu rất là nhẹ và nhìn nó rất là sang trọng. Bộ vỏ của con Nokia 8800 carbon này được thiết kế là bằng thép không rỉ. Khi mà các bác cầm lên tay, nó rất là đầm tay và rất là chắc tay. Và đây là cái chất liệu mà thường được sử dụng trên những cái dòng điện thoại Nokia cao cấp. Và đây là con máy mà pin rất là trâu và sóng bắt rất là nhanh và lo rất là to. Và em sẽ gọi một cuộc gọi vào trong cái máy Nokia 8800 cho các bác cùng xem nó rung lên to và rõ như thế nào. Rung rất là mạnh và lo rất là to. Và đây là con máy mà nó được thiết kế với phần cảm biến rất là chuẩn. Khi có cuộc gọi đến các bác không tiện nghe thì mình có thể lật úp cái mặt kính như thế này thì nó sẽ từ chối cuộc gọi rất là lịch sự. Hoặc khi các bác mình muốn xem cái mặt đồng hồ ở phía trước thì mình có thể gõ vào trên mặt kính như thế này thì nó sẽ nổi lên cái mặt đồng hồ rất là lớn để cho các bác mình tiện theo dõi. Và em sẽ mở bên trong khung máy của chiếc Nokia 8800 carbon này cho các bác cùng xem con máy được thiết kế phần bên trong lẫn bên ngoài nó đẹp và hoàn hảo như thế nào. Vâng, đây là nắp của con Nokia 8800 carbon. Và đây là bên trong khung máy của con Nokia 8800 carbon được thiết kế liền lạc nhau và rất là tinh tế. Và em sẽ khởi động lại con Nokia 8800 carbon cho các bác cùng xem. Một con máy rất là vip và rất là đẹp. Vâng, các bác nào mà quan tâm đến chiếc Nokia 8800 carbon, xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0901 247 247 hoặc truy cập vào website kylanluxury.com. Và em xin nhắc lại tất cả những chi tiết về hình ảnh cũng như là giá cả về sản phẩm và thông tin về sản phẩm, xin mời tất cả các bác truy cập vào website kylanluxury.com. Và em xin khẳng định một lần nữa, Kỳ Lân Luxury chuyên bán hàng nguyên bản, nguyên zin, chính hãng, đẹp 95, 96, 97, 98, 99, like new và new, pin sạc bảo hành vĩnh viễn cho tất cả các bác. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.